SUV Nissan Terra Sport dự kiến sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam cuối năm nay, giá bán dự kiến lên tới 1,2 tỷ đồng. Nissan Terra Sport 2023 sẽ được bán ra tại thị trường Việt Nam sử dụng động cơ diesel 2.5L. Nissan đã giới thiệu mẫu SUV 7 chỗ Terra Sport tới khách hàng Thái Lan trong khuôn khổ triển lãm ô tô quốc tế Bangkok 2023 mới đây với ngoại hình thể thao, hầm hố hơn cùng hàng loạt các trang bị tiện nghi hiện đại. Với việc Nissan Terra Sport ra mắt Thái Lan, Đất nước xuất khẩu chính các dòng xe bán tải và SUV 7 chỗ sang thị trường Việt Nam, thì việc mẫu xe này về nước ta cũng ngày một đến gần. Theo nguồn tin từ các tư vấn bán hàng tại đại lý Nissan, mẫu xe Nissan Terra Sport 2023 dự kiến sẽ về thị trường Việt Nam vào cuối năm nay với giá bán khoảng 1,2 tỷ đồng cho bản sử dụng động cơ diesel. Nếu được ra mắt ở Việt Nam, Nissan Terra Sport 2023 sẽ là đối thủ đáng gờm của Toyota Fortuner Legender có giá 1,259-1,47 tỷ đồng hay thậm chí Ford Everest Y trách 1,499 tỷ đồng. So với phiên bản thường, mẫu xe TerraSport sở hữu thiết kế mạnh mẽ, hầm hố hơn, thể hiện qua những chi tiết ngoại thất được sơn đen như lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù trước, cản trước, ốp gương chiếu hậu. Giống như phiên bản thường, mẫu SUV này cũng vẫn sử dụng hệ thống đèn pha LED quát, với tính năng tự động điều chỉnh luồng sáng. Cốp sau xe có thể đóng mở bằng điện, có cảm biến đá cốp, Kích thước tổng thể của Nissan Terra Sport 2023 lần lượt là chiều dài 4.890mm, chiều rộng 1.865mm, chiều cao 1.865mm, chiều dài cơ sở 2.850mm và khoảng sáng gầm 225mm. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu bộ vành 6 chấu phay xước 2 màu, kích thước 18 in. Bên trong cabin, Nissan Terra Sport sử dụng tông màu đen chủ đạo, cùng những đường chỉ khâu tương phản tôn lên sự mạnh mẽ, khỏe khoắn của xe. Về mặt trang bị, Xe đi kèm màn hình đa thông tin TFT kích thước 7 in nằm trong bảng đồng hồ, màn hình cảm ứng trung tâm 9 in, hỗ trợ Apple CarPlay trên Android Auto không dây. Ngoài ra, xe còn có hệ thống âm thanh vòm Bose 8 loa, màn hình 11 in trên trần xe dành cho hàng ghế sau, điều hòa tự động hai vùng và cửa gió cho hàng ghế sau. Nissan Terra Sport 2023 tại Thái Lan được trang bị khối động cơ diesel 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 2.5 lít sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 450 Nm. Cùng với đó là hộp số tự động 7 cấp, hệ dẫn động hai cầu 4x4 với khóa vi sai điện tử trên cầu sau và hệ thống gài cầu điện tử. Cuối cùng là những trang bị an toàn của Nissan Terrasport 2023 như camera 360 độ, gương chiếu hậu thông minh, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp thông minh, cảnh báo chống ngủ gật, cảnh báo trạch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Hệ thống giám sát áp suất lốp và 6 túi khí. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.